trước mặt tôi ngô, úi dồi ôi, cha xứ của con là nhất trước mặt cha xứ. Ôi, cha xứ tuyệt vời, cha xứ thánh thiện, xứ đại bức. Nhưng đằng sau nói, úi dồi ông chẳng làm sao đâu. Người đó gọi là gì? Nhị tâm. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Hôm đó là ngày am lễ vượt qua, người Do Thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày Sa-bát, mà ngày Sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh dập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến đánh dập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-xu. Khi đến gần Đức Giê-xu và thấy người đã chết, họ không đánh dập ống chân người, nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn người, tức thì máu cùng nước chảy ra. Người xem thấy việc này đã làm chứng, và lời chứng của người ấy xác thực. Và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin. Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: không một khúc xương nào của người sẽ bị đánh dập. Lại có lời Kinh Thánh khác: họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu. Đó là lời Chúa. Họ đã nhìn lên đấng mà họ đã đâm thâu. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, không biết là có ý hay là tự nhiên mà hôm nay gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Thái Bình lại chọn để cử hành lễ bổn mạng, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu tại giáo xứ Dưỡng Trực vào ngày hôm nay. Bởi vì hôm nay theo dự báo thời tiết thì là ngày nóng nhất trong tuần. Hôm nay nóng nhất á, nhiệt độ lên cao á. Thì có phải để mình chọn cái ngày này để cái sức nóng của cái tự nhiên nó đốt cái lửa kính mến trong lòng mình, hay là có ý chọn ngày này để phạt tạ Thánh Tâm Chúa? Nghe chữ phạt tạ là cũng hơi ngại đó. Nhiều đấng không ngại cái từ phạt tạ này lắm á. Các đấng giám mục cũng ngại cái từ phạt tạ, muốn dùng cái từ đền tạ. Thôi, từ ngữ chúng ta không tranh luận, bởi vì mỗi người có một cách hiểu khác nhau. Ở đây tôi thấy nói là phạt tạ, nên chúng ta cứ dùng chữ phạt tạ. Còn nơi nào muốn dùng đền tạ thì cứ dùng đền tạ. Chúng ta hiểu sao cho nó tốt cho chúng ta là được rồi. Nhìn số người tham dự tại nhà thờ Dưỡng Trực hôm nay, tôi thấy gợi lên cái điều này.
Bình thường ở trong đám đông thì đàn bà và trẻ em đông hơn các ông. Cha mới giảng hôm vừa rồi Thanh Châu có nghe không? Hôm vừa rồi Thanh Châu đấy. Bình thường là trong nhà thờ, chỗ đám đông, đàn bà và trẻ em thường đông hơn các ông. Thế ở nhà tù sao con nhỉ? Con nhớ nhà tù sao không? Nhà tù thì ngược lại, các ông lại đông hơn đàn bà và trẻ em. Các cháu nó nhớ lắm nhờ ông nữa. Nhưng ở đây chúng ta thấy khác. Đàn bà và trẻ em tương đương với đàn ông. Nhìn đây thì biết. Đây này, thực tế đấy. Các ông có khi còn đông hơn các bà cơ. Các ông còn ngồi ngoài kia kìa. Một số ông ngồi ngoài kìa. Hãy chứng tỏ là hôm nay chúng ta làm việc này. Cái gia đình phạt tạ thánh tâm đã giúp cho nhà tù giảm đàn ông và nhà thờ tăng lên. Thế thì không lẽ gì mà chúng ta không có tràng pháo tay để chúc mừng cho gia đình Phật tử Thanh Tâm. Rất hay. Đây là thực tế. Đây là thực tế. Và cái chuyện mà đàn bà và trẻ em ngang bằng các ông hôm nay, nó còn diễn tả một cái điểm khác. Đó là trái tim Thiên Chúa, hay là được thể hiện một cách cụ thể qua Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô, vừa mang gương mặt người cha nghiêm khắc, quy tắc và trở thành chỗ dựa cho gia đình, nhưng đồng thời cũng mang trái tim yêu thương, dịu hiền, tế nhị, quan tâm và từ tâm của người mẹ. Nhà thờ chúng ta hiện nay đang diễn tả điều đó. Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô vừa là một người cha, xin lỗi, chỉ có Thiên Chúa là cha thôi, nhưng mà mang gương mặt Thánh Tâm Chúa Giêsu Kitô, mang gương mặt người cha, sẵn sàng hy sinh cho con cái mình, và đặc biệt là hy sinh trên thập giá. Nhưng đồng thời chúng ta cũng thấy trái tim Chúa Giêsu hôm nay bị đâm thâu. Không phải ngẫu nhiên đâu, mà đây là ý định của Thiên Chúa, đâm đúng vào trái tim. Cái anh lính, anh đâm đúng vào trái tim. Trái tim rộng mở, nước và máu chảy ra để diễn tả tình yêu thương của người mẹ, chứ không là đơn giản đâu. Bây giờ trở lại bài phúc âm. Các con ngồi đấy là nóng đấy, hôm nay nóng lắm á. Thì cha cũng muốn có các con có một chút tham gia. Hôm nay Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá cùng với hai cái người trộm cướp hai bên. Thế thì nó vào ngày Sa-bát, chuẩn bị ngày Sa-bát, nên người ta không muốn các tử thi bị treo trên thập giá trong ngày lễ trọng của người Do Thái. Nên quân lính đã đến làm gì với ba người đang bị đóng đinh trên thập giá? Chúa Giêsu và hai người nữa, quân lính đến để làm chuyện gì? Đố biết. Nhớ không? Không nhớ rồi. Nhóm này chắc là một cái giáp nào của Thanh Châu đúng không? Hay là dưỡng trực? Rồi. Thế thì chưa nắm được thì cha nói nha. Quân lính đến đánh dập ống chân các tử thi. Họ cầm búa ấy, đóng đinh này nha. Đây này, đóng đinh hay tay hay chân treo trên này nha. Và chân thì để dưới cái đế này nha. Tại sao có đế? Đế để cho tội nhân có thể dựa vào đó và có thể thở được. Chứ nếu khuỵu xuống thế này thì cái cằm, cái cổ nó khuỵu xuống là không thở được nữa. Nên người ta đánh dập ống chân của tử thi, của tử tội, để cái đế này nó không còn chỗ dựa nữa, và tử thi hay là tử tội sẽ khuỵu xuống và không thở được, sẽ chết sớm. Nên là
đánh dập ống chân là vậy. Nhưng mà đến Chúa Giêsu thì quân lính thấy Chúa Giêsu đã tắt thở thì không đánh dập ống chân nữa. Nhưng người ta làm gì nhỉ? Một anh lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Chúa Giêsu phải trái tim, tức thì nước và máu chảy ra. Đó, thì cái này nó không phải là ngẫu nhiên, mà là ý định của Thiên Chúa và kết thúc bài tin mừng Gioan đã nói để ứng nghiệm lời Kinh Thánh nói rằng họ đã nhìn lên đấng mà chính họ đã đâm thâu. Thế thì bây giờ xin hỏi, họ đây là ai? Họ nhìn lên đấng chính họ đã đâm thâu với họ là ai? Ngày xưa ấy, tôi cũng bảo là họ là mấy cái tên lính hả? Mấy cái tên lính nó đâm thâu Chúa Giêsu đấy. Nó ác á. Nó chẳng thương khi còn sống, mà cũng chẳng thương khi đã sinh thì ngắm chúng ta ngắm. Xin lỗi các vị ở Sài Gòn không biết là có ngắm 15 sự tương có Chúa Giêsu không. Chứ quê tôi Thái Bình, Bùi Chu, Hải Phòng là ngắm sự tương có Chúa. Mà ta ngắm rằng nó chẳng thương khi còn sống, mà cũng chẳng thương khi đã sinh thì. Sinh thì rồi, vậy mà nó vẫn còn đang tâm lấy giáo mà đâm vào cạnh sườn Đức Giêsu Kitô. Nhưng đây là ý muốn của Thiên Chúa, để từ thánh tâm Chúa rộng mở ơn cứu độ và tình yêu cho chúng ta. Nhưng câu hỏi tôi muốn đặt ở đây đó là ai là người đâm? Thưa, chính chúng ta, tôi và anh chị em, những người phạm tội là những người đâm cạnh nước lòng Chúa, làm trái tim Chúa đau. Bây giờ chúng ta mà buồn thì cái gì Chúa buồn? Thưa, trái tim nó buồn. Bây giờ một người mẹ nhé, người ta mới thử xem tình yêu người mẹ thế nào. Thì người ta để một con tinh tinh mẹ chứng kiến cảnh người ta hành hung giết một con tinh tinh con. Người ta đâm, người ta mổ xẻ con tinh tinh con. Con tinh tinh con chết trước mặt con tinh tinh mẹ. Sau đó con tinh tinh mẹ hét lên một tiếng lớn và ngã ra chết. Người ta xem nguyên do nào mà khiến con tinh tinh mẹ nó chết. Thì người ta mới khám phá ra rằng con tinh tinh mẹ vỡ tim và bị chết. Bởi vì chứng kiến cảnh con tinh tinh con chết, nên con tinh tinh mẹ đau vỡ tim mà chết. Nên chúng ta mới thấy, chúng ta mới có kính trái tim Đức Mẹ bị gai nhọn đâm thâu bởi sự đau đớn Đức Mẹ đấy chứ. Đó, thế thì chúng ta là những người phạm tội, là chúng ta đâm vào trái tim Chúa Giêsu và làm cho trái tim Chúa Giêsu và đặc biệt là mẹ Maria đã đau. Cái đau đó không phải là đau về mình, nhưng bởi vì đau là do con người chúng ta không nghĩ đến tình yêu Thiên Chúa và đã vô ơn bội nghĩa với Chúa. Giống như người mẹ hết lòng vì đứa con, người bố hết lòng vì đứa con, mà đứa con nó vẫn không nghe, nó vẫn cứ đi theo đường tội lỗi. Nên bố mẹ là người đau nhất. Chúng ta mới có gia đình phạt tạ thánh tâm là thế, để đền vì những tội mình đã phạm chính mình. Nên chúng ta lập ra cái này để làm gì? Thưa, ngay trong nhà thờ này chúng ta đang làm cái việc là đền vì tội lỗi chúng ta trước đã, rồi nói chuyện người khác nha. Chưa nói hôm nay là tôi đền tội cho ông chồng thôi. Hôm nay tôi ngồi đây là tôi đền tội cho ông chồng, đền tội cho mình trước à. Lỗi tại tôi mọi đàng trước à. Rồi mới đến người khác. Nên càng có nhiều người tham gia vào gia đình phạt tạ bao nhiêu thì
càng sinh nhiều ơn ích cho con người bấy nhiêu. Bởi vì khi mình đền tạ, mình sám hối tội lỗi của mình, kéo ơn từ trái tim Chúa xuống cho mọi người, thì đó là cái điểm tốt lành cho giáo hội và xã hội. Tôi không dám giảng dài vì hôm nay là rất là nóng. Thế thì tôi liên hệ gia đình phạt tạ Thánh Tâm Thái Bình vẫn còn tương đối khiêm tốn. Nếu như 135 giáo xứ đều có thành viên của gia đình phạt tạ Thánh Tâm thì con số không phải như hôm nay. Con số không phải như hôm nay. Bây giờ xin cha tổng linh hướng của gia đình phạt tạ Thánh Tâm Thái Bình có thể cho chúng con biết hiện nay tại Thái Bình có bao nhiêu thành viên, bao nhiêu giáo xứ có gia đình phạt tạ Thánh Tâm. Thử xem có bao nhiêu. Và nguyên do tại sao người ta lại không tham gia vào gia đình phạt tạ Thánh Tâm, trong khi đó chúng ta thấy gia đình phạt tạ Thánh Tâm là điều hết sức cần thiết cho cuộc sống chúng ta. Và cái mối quan hệ đó, quan hệ đến cả chúng tôi với Đại Chủng Viện Thánh Tâm Thái Bình cũng nhận Thánh Tâm Chúa Giêsu, mà cha linh hướng là cha giáo của Đại Chủng Viện. Ngài phải làm gì đây? Đặt câu hỏi. Và các vị trong lãnh đạo phải làm gì đây? Và tôi với tư cách là giám mục của một giáo phận nhận Thánh Tâm Chúa Giêsu là bổn mạng, tôi phải làm gì? Tôi phải làm gì để tăng số, không phải về tăng, chỉ tăng số lượng mà tăng cả chất lượng của những con người đền tạ Thánh Tâm Chúa. Những tội chúng ta xúc phạm chẳng qua là tại cái tâm thôi, tại cái tâm bằng này, cái tâm này. Chúng ta kể, chúng con kể hộ cha mấy cái tâm nhá. Rồi, mấy con thiếu nhi này, cái người mà người ta làm điều ác thì gọi là ác tâm, đúng không? Người mà có cái tâm hồn nó gian tà thì gọi là tà tâm. Rồi, một người mà nhẫn, một người mà bất chấp tất cả, bất chấp tình thân họ hàng, bất chấp người thân, bất chấp can thiệp mà vẫn cứ làm điều xấu, người ta gọi là nhẫn tâm. Rồi, một người mà chuyên môn rình mò hại người khác, tìm cách hạ bệ người khác, người ta gọi là dã tâm. Rồi, một người đứng trước đau khổ của người khác, đứng trước những cái bất công người khác mà vẫn vô tình, người ta gọi là vô tâm. Còn một người nói một đàng là một nẻo, trước mặt tôi ngô, úi dồi ôi, cha xứ của con là nhất, trước mặt cha xứ, ôi cha xứ tuyệt vời, cha xứ thánh thiện, xứ đại bức, đằng sau nói úi dồi ông chẳng làm sao đâu, người đó gọi là gì? Nhị tâm. Sống hai mặt gọi là nhị tâm. Vậy thì trước tiên chúng ta phải làm cái điểm nào đó. Bây giờ ác tâm đổi thành thiện tâm, nhẫn tâm đổi thành hảo tâm, thanh tâm và thành tâm, dã tâm phải đổi thành từ tâm, rồi vô tâm phải đổi thành quan tâm, nhị tâm phải đổi thành đồng tâm và nhất tâm. Nếu từ tôi, từ cha tổng linh hướng, từ các vị trong ban lãnh đạo cho tới các thành viên, chúng ta cố gắng biến đổi mình trước thì mới có thể mong biến đổi và mời gọi những người khác. Không cần mời gọi nhiều, nhưng người ta nhìn vào những điểm tốt lành chúng ta làm, người ta tự nguyện gia nhập gia đình phạt tạ. Mặc dù đã phạt là nó nặng nề, nhưng cái phạt này tự mình phạt mình, tự mình phạt mình chứ không phải ai phạt. Mình tự nguyện làm những công việc như hôm nay, trời nóng thế này, không kêu rêu, không phàn nàn, để chúng ta đền tạ vì những tội lỗi chúng ta đã phạm. Xin kính chúc cha tổng linh hướng, quý vị
trong ban lãnh đạo và các thành viên của gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Thái Bình, cũng như những gia đình Phạt Tạ của những giáo phận liên hệ, luôn có được một cái tâm như Thánh Tâm Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường trong lòng, để gia đình Phạt Tạ thực sự là một gia đình, và gia đình đó mỗi ngày một phát triển không ngừng. Chúng ta cùng đứng lên tuyên xưng đức tin.